Sáng ngày 20 tháng 6, ông Nguyễn Xuân Mân, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ một con trăn có trọng lượng khoảng 45 kg, dài khoảng 4 m là loài trăn đất thuộc nhóm 2B đang bò vào vườn nhà dân để ăn gà. Cụ thể, khoảng 20 giờ tối 19 tháng 6, gia đình bà Đào Thị Sơn, ngụ xã Vĩnh Phú, xã Hộ Độ, phát hiện một con trăn đang bò trong vườn để bắt gà. Phát hiện sự việc, gia đình bà Sơn đã trình báo chính quyền địa phương. Ngay sau đó, lực lượng kiểm lâm và công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bắt giữ con trăn. Ông Trương Bác Khanh, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà cho biết, con trăn vừa bị bắt nghi do một người dân tại địa phương nuôi nhưng sổng chuồng khi còn nhỏ. Thời gian qua, người dân địa phương nhiều lần thông tin bị mất gà, có đêm mất cả chục con gà nhưng không nghĩ đến là bị trăn bắt. Được biết, hạ kiểm lâm huyện Lộc Hà đã thông báo sự việc đến đại diện vườn quốc gia Vũ Quang để sớm bàn giao con trăn này thả về môi trường tự nhiên.